Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Ngày hôm trước ấy, khi mà tôi ra cái video clip chơi Goblin thì có khá là nhiều anh em quan tâm đến cái bộ Goblin. Thấy lâu rồi không chơi, chơi lại thì cũng thấy khá là thú vị. Chính vì thế nên là có khá nhiều anh em yêu cầu tôi chơi lại cái bộ Goblin đó. Nên là hôm nay tôi sẽ chơi lại, bởi vì là hôm nay ở trong cái bộ truyền thuyết ở con game này nó có con máy bay cũng như là con bom. Đó chính là cái cơ sở chúng ta có thể chơi được Goblin anh em nhá. Đấy. Tạm thời thì cũng chưa có 3 con Goblin mà thôi, cứ mua dần để đấy thôi. Bây giờ cái bộ Goblin nó có con máy bay và Kira nó kết hợp với nhau nó cũng khá là mạnh. Tương đối khỏe và không sợ beat. Đấy, cái bộ Goblin nó sợ mết với sợ beat. Thì bây giờ chúng ta có thể kết hợp với cá. Kết hợp với cá và chúng ta có thể kết hợp Kira. Thực ra là bây giờ ấy, tôi nghĩ là chơi Goblin cũng không cần phải kẹp cá luôn. Bởi vì làm sao Kira nó cũng không sợ sợ bắn trưởng lắm đâu. Nếu mà có đồ Kira. Đây rồi. Ok. Level 5. Đây, cho con này vào. Phong Vũ có khỏe này. Con Phong Vũ này nó sẽ gánh ở sẽ đầu game được. Goblin này thì nói chung là giai đoạn đầu game thì nó cũng khá là khỏe đấy. Bởi vì nó có cái giáp. Cái giáp của nó ở trong cái giai đoạn từ round 1 đến khoảng round 10 thì nó vẫn rất là khỏe. Trừ khi là gặp mấy cái bộ kiểu Blink các thứ xong rồi bắn trưởng thì đuối thôi, chứ còn nếu mà gặp mấy cái bộ đánh tay thì thoải mái luôn. Cứ giáp bắp được vào mấy cái con ở trên là ngon. Round này bắp thì cũng chưa ngon lắm. Bắp vào cái con Skybreaker nhưng mà vẫn có thể ăn được thôi. Đấy, bây giờ mà đối thủ có 2 sao Blink bắn trưởng thì mới sợ. Mấy cái con này đều mua được nhá, khá là khỏe đấy. Hai con ốc luôn này. Thế thì thôi. Bỏ con này đi. Hy vọng là cái con ốc này nó sẽ lên được 2 sao sớm. Con ốc nó sẽ gánh được cho tôi 3 assassin kẹp với Goblin, đánh ở level 5 đủ rồi. Nhưng mà lên level 6 kẹp thêm mech nữa. Con ốc này nhưng mà tôi lại không lấy đồ cho ốc. Đầu game tôi lấy hơi nhiều đồ thủ. Ây da. Thua rồi. Thầy ra gấu Metalist ạ. Ra ban gấu à? Ra sớm đấy. Có vẻ nha, đối thủ đang có ý định là đánh đỏ ấy. Thế mua những cái con đỏ. Trận này thì ở trong cái bộ đỏ nó có con Bad Omen và có cái con ngộ không đánh với cái bộ Metalist. Có vẻ như là như thế. Liệu rằng cái bộ Goblin mà máy bay kẹp Kira nó có thể cân nổi không? Nó có thể cân nổi cái bộ Metalist không? Metalist đỏ cũng khá là khỏe nhá. Cái bộ Metalist đỏ là cái bộ đánh siêu late game, cực kỳ khó để có thể là lên được level 10 nó mới đủ bộ. Nhưng mà một khi mà đã đủ bộ và cái lượng máu thấp thì nó sẽ rất là khỏe. Bởi vì cái bộ đấy chủ yếu là nó sử dụng những cái món đồ cam. Tất cả những cái món đồ chấn của nó đều là những cái món đồ cam. Nên là cái việc mà nó khỏe thì cũng đương nhiên thôi. Nhiều đồ cam đắp vào người thì đương nhiên là khỏe rồi. Đấy mà nó lại là cái bộ đánh ở late game. À ui đều rồi. Được. Bây giờ lên level 6 kẹp 3 assassin đúng không? 3 assassin. Nhưng mà chưa lên được level 6 thì cứ từ từ. Ok. Rồi pha lửa nào. Rồi. Heaven Bomber. Chốt Goblin nhỉ? Chứ này chắc chốt Goblin thôi. Chút Goblin đâu.
9 xin này. Chuyện này có cả Assassin Fake. Không sao. Goblin không sợ mấy cái bộ này đâu. Goblin nó chỉ sợ bắn trưởng với cả beat thôi. Bộ đỏ Metalist thì cũng có thể là sẽ thua đấy. Nhưng mà không sao, đánh nó vẫn thoải mái đi. Chủ yếu là muốn test cho anh em cái bộ Goblin ở giai đoạn meta mới thôi, để xem là liệu rằng chúng ta có thể chơi nổi không. Đấy, đây lại ra thêm hai con Zipper nữa. Vừa lên 3 sao luôn nhá. Ok, thôi được rồi. Con Zipper nó ra nhiều này, có khi là nuôi lên 3 sao. Nếu con Zipper mà nó lên được 3 sao thì tôi cũng dồn đồ cho nó làm co nha anh em nhá, thử đấy. Dồn đồ cho Zipper làm co, ok. Dạ gần đây thì cái mạng của nhà tôi ấy, nó hơi bị chậm, nhất là cái khung giờ buổi tối khi mà tôi up video clip lên. Chính vì thế nên là anh em sẽ thấy là cái chất lượng video nó sẽ bị giảm đi một chút. Tôi chủ động giảm cái chất lượng video đi để có thể buổi tối nó sẽ up kịp thời hơn. Bởi vì trước đây là bình thường ấy, một cái file video của tôi nó cỡ khoảng 10GB, thì tôi up lên rơi vào đâu đấy chỉ khoảng 15 phút thôi. 15 phút là đã có thể lên được, và đợi một chút để nó xử lý hình ảnh thì chắc là mất khoảng nửa tiếng là anh em có thể xem được vô tư ngon lành rồi. Nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại, cái lúc mà tôi up lên ấy là khoảng từ 10 giờ đến khoảng 11 giờ. Đấy thì cái giờ đấy nó rất là lag. Mạng nhà tôi là mạng hiện tại không hiểu sao cực kỳ lag, cực kỳ chậm luôn. Mà có những cái hôm mà tôi để đấy, tôi treo máy với 10GB thì nó phải cỡ đâu đấy khoảng 3-4 tiếng. Đấy, 3-4 tiếng mới có thể là up lên xử lý xong hình ảnh để các anh em xem được. Và nếu mà cái khoảng thời gian lâu thế thì có thể là nó sẽ vào đến tận sáng mất. Nên là tôi không muốn cái điều đấy. Tôi muốn up trước cái giờ anh em đi ngủ cơ, để anh em xem trước giờ đi ngủ. Nên là tôi sẽ giảm cái chất lượng đi trong một vài ngày để xem là Viettel họ xử lý cái tình trạng mạng của nhà tôi là như nào anh em nhé. Sau khi mà cái mạng nhà tôi nó bình thường ấy thì tôi sẽ lại để cái chất lượng nó cao hơn. Đấy, còn hiện tại tôi đã phải giảm rút đi chỉ còn khoảng 4GB thôi, 3,5GB đến 4GB để có thể là up video lên được cho nó nhanh. Tất nhiên là ở đây nó vẫn là Full HD, nó vẫn là 1080 thôi. Đấy, nhưng mà cái bitrate của nó tôi đã giảm xuống. Ngày trước là tôi để 10K, thì bây giờ tôi chỉ để khoảng 5K thôi, 5K bitrate ấy, của video ấy. Thế nên anh em sẽ thấy là nó có những cái đoạn nó hơi mờ, như là những cái đoạn nó chuyển động. Đấy, còn những cái hình ảnh tĩnh thì nó vẫn sẽ là Full HD. Và những cái chuyển động thì có vẻ như là nó sẽ bị mờ đi một chút. Rồi, trận này có con ốc lên được 2 sao. Nhưng mà tôi vẫn sẽ kẹp gấu và kẹp đun vào thôi, chứ còn tôi cũng chưa có cho cái bộ Assassin vào đâu. Bởi vì nó toàn 1 sao thì nó hơi yếu. Và trận này chúng ta cũng không có chuỗi, cũng không có chuỗi gì cả, nên là đánh cứ từ tốn thôi, chứ cũng không cần phải là up cấp sớm lên cấp 7. Bao giờ có chuỗi rồi tính. Với cả bộ này chúng ta cũng để ở trong cái level thấp anh em ạ. Bởi vì cái level thấp nó sẽ dễ ra được những cái con như Heaven Bomber hay con Sky Wrecker lên 2 sao hơn. Chứ còn đẩy cấp sớm quá thì cái bọn đấy tỷ lệ nó sẽ giảm đi, rất là khó ra. Đây, cái thằng này nó up cấp lên này. Up cấp lên để nó đấm tôi này. Tầm này tôi làm sao mà tôi ăn được mà phải up cấp lên thế nhỉ? Không thể ăn được. Ơ? Những cái gì mà chúng ta không hy vọng, chúng ta không quá kỳ vọng thì nó lại diễn ra. Thế chính là tôi có thể ăn được. Điều là đấy. Level 6. 6 cửa like vẫn ăn được à? Thì cũng được đấy nhờ. Rồi. Cũng nhiều đấy. Cũng nhiều hút máu, cũng nhiều hồi máu đấy. Nhưng mà tôi đấm được. Tôi có TikTok. Bây giờ cái con ốc của tôi nó mắc tốc rồi. 3 Assassin này.
3 Assassin lên 7. Bỏ con Doom ra thôi. Con gấu thì đương nhiên là sẽ để lại rồi. Con gấu này là khỏe. Gọi thêm một con đệ nữa. Ui dồi ôi. Mà chắc là con Doom này tôi nghĩ là cũng sẽ không chơi đâu. Bỏ đi. Cái con Phong Vũ là nếu mà tôi chơi là bây giờ cũng lên được 2 sao rồi đấy. Chính ra bây giờ Phong Vũ lên 2 sao thì mới gọi là uy tín này. Chứ còn ốc cũng chưa chắc là uy tín bằng Phong Vũ đâu. Đây rồi. Ok đấy nhỉ. Từ từ đã. Thì vệ để lấy một con thôi. Một con 2 sao thôi. Còn chắc là tôi nghĩ là bây giờ tích tiền thôi. Không là tiền nó sẽ bị thọt đấy. Goblin này đánh nó phải đánh ở level cao cơ. Mới ra con máy bay được. Đánh máy bay mà đánh kết hợp với cả Kira là phải đánh ở level 9 ấy. Ít nhất là level 9. Level 8 vẫn không đủ. Phải level 9 cơ. Level 9 thì mới kẹp thêm được 6 mech nữa. 6 Goblin 6 mech thì mới ăn được. Còn mà đánh máy bay mà kẹp với cả 6 Goblin kiểu chơi hệ fake thì đánh ở level 8 thì hơi đuối. Không ăn thua. Thằng này vừa lấy ăn được thì bây giờ chắc là cũng ăn được rồi. Điêu đặt. Chả nhẽ lại thua đúng không anh em. Vừa lấy ăn được mà. Bây giờ mình còn mạnh hơn vừa lấy mà mình lại không ăn được. Thế là sao? Thế nó có hơi yêu quá không? Điều thật. Thề. Cứ tưởng là sẽ có chuỗi nhưng không. Ui ui lại ra ốc này. Hay là hay là chúng ta chơi ốc. Chơi ốc thì đánh ở level thấp thôi. Đánh ở level tôi nghĩ là level 8, level 7 thì nó sẽ không đủ bộ Goblin. Đánh ở level 8 cũng được. Level 8 sẽ là 6 Goblin kẹp với cả ốc. Nhưng mà sẽ không chơi theo cái kiểu công nghệ mech nữa. Không chơi tinh hoa được nữa. Mà chúng ta sẽ chơi là chúng ta đánh Hyperon ốc 3 sao thôi. Ở level 8 thôi. Có được không? Bộ này thực ra ngày trước cũng chơi nhiều rồi. Cũng chơi cái lối chơi là Hyperon ốc ở level thấp. Xong rồi kẹp với cả cái bộ Goblin này làm co này. Bây giờ không biết có chơi không? Thử phát luôn anh em nhá. Ra rồi ra thêm con ốc nữa thì chắc là có thể chơi được đấy. Bây giờ mà cứ ra thêm khoảng 2 con ốc nữa đi. 2 con 2 sao đi thì chắc là tôi sẽ chơi được. Còn nếu mà bây giờ chỉ ra một con thì cũng chưa chắc. Bây giờ nếu mà ra thêm một con ốc nữa thì chắc là tôi vẫn sẽ đẩy cấp sớm lên. Bởi vì nó chỉ cần một cái con máy bay 1 sao thôi ấy, là nó đã đủ gánh kèo rồi. Trong khi đấy cái con ốc này nó cần phải lên ốc 3 thì nó mới chơi được. Đấy, hai cái con tướng mà nó khác hẳn nhau về sức mạnh. Con ốc thì nó vẫn mạnh nhưng mà nó phải lên được 3 sao. Còn con máy bay thì nó mạnh nhưng mà nó chỉ cần là 1 sao nó đã đủ chơi rồi. Cái con nào mạnh hơn? Ốc nếu mà nói về solo late game thì chắc chắn là mạnh hơn. Nhưng mà máy bay thì nó lại clear nhanh hơn. Hai con Wizard là đủ Goblin này. Đấy rồi. Phạt lửa luôn. Ui ra ốc lửa rồi này anh em này. Thế thì đúng thật. Lại ra thêm một con ốc. Thiếu slot rồi. Thôi chắc phải bán gấu ấy thôi. Hết slot rồi. Thay con này vào đi. Con gấu sớm muộn gì cũng bán thôi mà. Thôi bán trước hay bán sau. Thôi bán trước đi. Để slot cho những cái con mà tí nữa nó sẽ cho vào cái đội hình. Một con Wizard nữa là lên 8. Đủ bộ Goblin luôn. Và tôi cũng sẽ lên 8 sớm nếu mà ra một con Wizard nữa. Ủa đồ kháng phép hơi nhiều ấy nhỉ.
Được không? Chắc lại thua thôi. Ây à, cái con ngựa của nó tích được 130 đam rồi. Dã man. Tức là thằng này nó ra ngựa sớm, rất sớm luôn. Và còn đang có chuỗi nữa. Khó nhỉ. Nhưng mà nói chung là cái bài ngựa đánh ở meta này cũng không ok lắm đâu. Sớm muộn gì thì cũng sẽ mất cái chuỗi thôi. Meta này nói chung là ngựa không ăn thua. Cái giáp của bọn ngựa nó không đỡ được cái trưởng của bọn đây này, cái bọn này này. Cái bọn Witcher này bây giờ. À đó, thằng này không chơi Witcher, thằng này chơi Sin. Chơi Sin à? Chơi Sin fuck à? Sao chơi Witcher nhỉ? Sin kết hợp với Fallen với cả Witcher kết hợp với cả Fallen thì bộ nào mạnh hơn? Tôi nghĩ là nếu mà hai bộ đấm nhau thì bộ Sin mạnh hơn đấy, nhưng mà cái bộ Fallen bây giờ nó đang đấm hết. Cái bộ Fallen kẹp với Witcher bây giờ nó đang đấm được khá nhiều line up. Đặc biệt là trận này có Clay, tôi nghĩ là thằng đấy nó sẽ tí nữa sẽ chuyển sang Witcher thôi, chứ nó không chơi Sin đâu. Chơi Sin một thời gian đầu đâu. Nhưng mà không sao, nếu mà trận này có Witcher thì tôi cũng sẽ không sợ. Assassin thì chúng ta là Goblin, chúng ta có giáp nhiều không sợ rồi. Đấy, còn Witcher thì nó sẽ có cái bộ cá kẹp vào để giảm sát thương, không sợ đâu. Cái bộ cá thì nó giảm sát thương của Witcher được anh em nhá. Có thể là sẽ có một vài anh em là chưa biết cái điều đấy. Đấy, còn tôi biết là đã có nhiều anh em biết cái điều đấy rồi. Đây rồi, đủ wizard rồi này. Cái bộ cá thì nó giảm cái sát thương đến từ cái con Shadow. Đấy, nhưng mà cái bộ Clay cũng là cái giáp kháng phép nhưng mà lại không giảm được cái sát thương thuần, sát thương chuẩn. Đấy, còn cái bộ cá nó giảm toàn bộ sát thương. Miễn là cái sát thương kỹ năng thì là nó sẽ giảm, chứ không có liên quan gì đến phép hay là sát thương chuẩn cả. Nó sẽ giảm hết. Chính vì thế nếu mà tôi tí nữa tôi sẽ kẹp thêm với cả 4 cá thì tôi sẽ không ngán đâu. Đấy, trận này còn có cả beat nhá. Thằng này không biết là chơi beat hay chơi bắn trưởng này. Nhưng mà chơi bắn trưởng thì tôi không ngại, bởi vì tí nữa tôi sẽ kẹp cá. Kẹp 4 cá luôn. 4 cá chỉ cần lên level 9 là đủ bộ. Lên level 10. Chính ra cái bộ này nhá, đánh ở level 9 cũng ổn phết. Đủ 6 goblin và kẹp được 4 cá. Đấy, có cả Kira luôn. Nếu mà có găng tay Kira là có thể chơi được ngay ở level 9 được rồi, không phải lên 10. Thế là cái bộ này cũng là một cái bộ tôi nghĩ là đánh nó cũng khá là ổn đấy, không để lỗi quá khó đâu. Chứ như cái bộ của cái thằng Tiến Lê kìa, nó đang chơi cái bộ đấy là nó phải đánh lên level 10 cơ. Đấy, mà bây giờ round 20 đang ở level 8 còn chưa đủ 50 tiền thì tôi nghĩ là nếu mà muốn lên level 10 chắc phải sau round 30 mất. Mà sau ra 30 thì cũng chả biết là có sống nổi không, bởi vì meta này nó đẩy nhanh lắm anh em ạ. Meta đẩy cực nhanh luôn. Con ốc này của tôi nó đang hơi thiếu đồ công. Ốc này hơi thiếu đồ công, heo thỉ quá. Xem nào. Chả có cái gì lấy được luôn. Đen thật sự. Thôi, tôi sẽ rèn tiếp để lấy cái MM hoặc cái găng tay Kira. Ok. Đây rồi. Rồi, lên 8 luôn. Đủ bộ rồi anh em ạ. Đây. Đấy, ốc có đồ Kira, chúng ta sẽ hiến tế mấy cái con xung quanh để cho cái con này nó luốt. Con ốc nó sẽ có một chút đam.
Gặp ngay thằng Assassin ạ. Được không? Ui anh em nhìn kìa. Còn đâu con ốc với cả cái giáp xoay. Khỏe thật sự. Được đấy nhỉ? Được đấy. Ok, lại thêm quả trứng nữa này. Tôi sẽ nuôi thêm cái con zipper lên 3 sao anh em nhá. Mà con zipper lên 3 sao thì nó sẽ là một cái con tanker phía trên. Chứ còn tôi sẽ không hiến tế con này đâu. Trận này có mết. Tôi nghĩ là nếu mà cái trận này có mết thì chúng ta lên vừa kẹp cá mà cũng vừa coi như là giữ lại cái áo choàng luôn. Cái áo mưa tí nữa sẽ để đánh với cái nhà mà có cái con gấu tổ. Gấu tổ tí nữa lên 2 sao. Có thể là sử dụng cái áo choàng này giảm sát thương của nó cũng được. Đấy, những cái thằng này đều là những cái thằng mà ấy. À không, thằng này là thằng ấy à, thằng bị out. Ok. Chúng ta sẽ giết thằng này và kiếm một tí đồ. Cái bộ Kira này nó là một cái bộ mà khi mà chúng ta thắng ấy, chúng ta đẩy đối thủ không được nhiều máu đâu. Bởi vì chúng ta lướt hết được quân rồi. Chỉ còn lọt một con thôi. Đấy, nó không như là những cái meta trước đẩy rất nhanh. Chính ra meta này là một trong những cái meta mà chơi cực chậm. Diễn biến trận đấu nó chậm lắm do những cái người ta chơi người ta toàn kẹp Kira ấy. Nên là mỗi cái round đấu nó chỉ là những cái cuộc tỉ thí của những cái con Kira thôi. Thế nên là trận đấu nó rất là chậm. Mỗi round chỉ lọt đúng một con. Ví dụ như là đội hình của tôi chẳng hạn nhé. Cái con ốc này mà nó lọt thì nó chỉ mất có 2 máu. Đối thủ chỉ mất có 2 máu thôi. Đây rồi, gặp lại Clyde này. Bây giờ là ốc của Kira nhá. Ăn được không? Được không? Đấm đau phết rồi anh em ạ. Giáp to. Giáp to đấm cũng đau. Và tôi có kháng phép. Thoải mái luôn. Hay quá. Cắt được cái chuôi cộng 10 luôn. Ngon lành. Úi dồi ôi, có hai món đồ Kira này. Nhưng mà không cần đến. Chỉ cần một cái thôi. Run ốc 3 tiếp nha anh em nhá. Run ở level này thôi. Tôi sẽ không up cấp đâu. Bao giờ lên được 3 sao thì chúng ta sẽ up cấp lên cho thêm một con Warlock vào ở level 9. Level 10 thêm con Warlock nữa sẽ là 4 Warlock. Trong những cái round gặp mết thì sẽ là 4 cá. Rồi beat này. Đấy, beat có Battleman rồi kìa. Ốc này chưa nổi không? Khó anh em ạ, à. vẫn sợ beat, vẫn sợ beat. Wolverine này chắc là phải bay mới trụ được. Ốc này không ăn thua. Ốc 2 chịu. Ốc 2 chịu, kể cả có Kira thì cũng không ăn thua. Thôi, roll lên 3 sao thôi anh em ạ. Chót chơi cả con ốc rồi. Ơ kìa. Con run ra cái gì nhỉ? Ốc đâu rồi? Zipper này. Chết rồi, còn có mười mấy giây. Thôi được rồi, tôi chắc là tôi chỉ nuôi một con thôi anh em ạ. Bán bớt đi. Này lên level 8 không nuôi được nữa đâu. Thôi. Nuôi con Zipper thôi. Nuôi con Zipper thôi. Còn cái con Warlock thì tí tôi tìm lại sau. Thực ra trận này có nhiều cái con để cho vào lắm. Warlock trận này có cả Battleman cơ mà. Late game có thể cho Battleman vào ngon. Tìm xong anh em ạ. Giờ để cái slot cho con ốc. Run con ốc đã. Ui dồi ôi, một phát hai con luôn. Hay quá. Một con nữa thôi. Thôi cô máu luôn. Ra này luôn anh em nhá. Hết tiền ra này luôn sao. Đây rồi. Rồi. Ok.
Gương ngon lắm, gương ngon đấy, gương ngon. Gương ở ốc cho ốc của Trích đau phết đấy. Mấy cái đồ thừa chuyển sang cho con Velom nó cầm tạm đã. Khi nào đủ rèn đồ cam thì tôi sẽ rèn. Bây giờ chỉ đồ cam thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta đang thiếu. Chưa đủ. Đó. Bây giờ khỏe đấy. Chính ra cái con ốc này nó cũng chỉ luốt toàn mấy con 1 sao thôi. À toàn mấy con 2 sao 1 tiền thôi. Cái đồ tiếp theo tôi sẽ lấy đồ cam, chứ tôi không lấy mấy cái đồ tím hay là đồ xanh dương nữa. Đã đủ rồi, bây giờ full đồ cam cho ốc luôn. Để xem con này nó mạnh cỡ như nào. Lấy luôn này. Vương miệng à, cũng được. Trận này có Clyde lấy vương miệng cũng ngon. Cả beat nữa, trận này có beat. Được, được, được. Đánh với beat thì lấy cái vương miệng này ngon lắm. Counter ở beat cực kỳ luôn. Lên 9 thêm Warlock vào đây. Rồi, trận này nói chung là ngon rồi đấy anh em ạ. Chưa biết là có ăn nổi cái thằng beat không, bởi vì nó chưa sang. Mà nếu mà có cái vương miệng này thì tôi nghĩ là vẫn có thể là ăn được. Insectoid này. Insectoid vô tư. Bây giờ meta này Insect yếu lắm anh em ạ. Insect kẹp Kira cũng không ăn thua. Ui rồi con cáo đứng yên bị đấm nó như con luôn kìa. Ốc cái này là khỏe rồi. 500 đam thôi. Chỉ với 500 đam nhưng mà cái tốc đánh của nó rất nhanh. Nó hút được tốc đánh. Solo con này tôi nghĩ hơn cái con máy bay đấy. Máy bay hôm trước thì đam nó ăn được là 1000 đam. 1000 đam nhưng mà nếu mà nói là con ốc solo với con máy bay ở trong bộ Goblin thì chưa chắc máy bay đã ăn ở đâu. Máy bay nó chỉ clear được nhanh thôi. Clear mấy cái con yếu nhanh thôi. Chứ còn nếu mà đến cái lúc solo thì nó còn nhiều yếu tố khác. Nó còn phải xem là có bất diệt không này, rồi có crit nhiều không này, rồi có búa bình minh để bát không này. Đấy, hay là có cấm đánh để khóa đánh tay không. Nó có rất nhiều cái thứ. Nhưng mà nếu mà solo theo kiểu là cùng cái lượng đồ như nhau thì tôi nghĩ là ốc ngon hơn đấy. Meteorite đỏ này, lên được level 10 chưa? Lên được rồi. Càng đấy. Lên được 10 là tức là thằng này đủ bộ rồi. Mà đủ bộ thì tức là nó khỏe đấy. Mới ăn nổi không? Có phương miệng, có phương miệng. Ui, nó đạp kìa, đạp phát mất lửa máu luôn. Ui, căng á. Ui, căng đấy nhở, căng đấy nhở. Con ốc của tôi là vẫn sống kìa. Giống như là ốc bất tử vậy. Ốc bất tử thật sự luôn. Được quá nhở. Có bất diệt, đối thủ có bất diệt. Vẫn ăn được luôn. Hay quá. Tôi nghĩ sẽ là 4 Warlock cho con ốc của có cái khả năng hồi máu. Trận này tôi không có cái MOM anh em ạ. Bây giờ mà có MOM nữa thì nó mới thực sự nó mới là vô đối. Nó phải có hút máu nữa. Chứ còn không có hút máu thì cái con này nó sẽ mất dần máu đến chết thôi. Nó cần phải có cái khả năng hồi máu. Nếu mà không có cái MOM chúng ta sẽ đến với cái hướng tới là cái mặt lạ hút máu cuối anh em nhá. Nó cũng sẽ làm một cái món đồ cam. Để hướng tới cái món đồ cam tiếp theo, chúng ta sẽ phải tích 9 điểm rèn đồ. Bây giờ hiện tại chưa có cái đồ gì để rèn được cả. Chắc là tôi nghĩ là sẽ còn lâu ấy. Sau là 30-35 chắc may ra mới được thêm một đồ cam nữa. Mấy cái thằng Clyde thì vô tư, thằng này đi rồi. Con ốc cực khỏe luôn. Rồng Blink ngay giữa mặt con ốc ạ. Không có tốc đánh thì chết rồi. Khỏe lắm. Ba mươi mốt rồi, chúng ta lên được 10.
Fallen Witcher bây giờ vẫn còn 2 sao thôi. Ra 30. Đánh ở level 8. Level 8 thì chắc là phải ra 35 mới lên được 3 sao. Trung bình thì phải lên 35. Đánh ở level 7 thì tầm khoảng 29, 27 thôi, 27, 29 là lên được 3 sao rồi. Ta chưa lên được 3 sao. Đồ nó phải phải lấy đồ kháng phép nữa. Cũng không đến lỗi quá mạnh. Nói chung là chúng ta cân được. Ốc này bây giờ tôi nghĩ là nó chẳng ngán bất cứ thằng nào đâu. Thằng Beat thì bây giờ chưa thử. Nhưng mà thằng Beat tôi nghĩ là nếu mà nó có đen mà nó gặp cái bộ đỏ Metalist sớm ấy thì tôi nghĩ là nó sẽ là cái người mà ra đi ấy. 20 máu nó không phải là nhiều đâu. Beat cái tầm này yếu rồi. Cái bộ Beat nó không phải là cái bộ đánh siêu late game như là cái bộ 6 đỏ Metalist. 30 rồi còn gì nữa. Quá muộn rồi. Chưa tính đến cái thằng Assassin. Lấy cái chém lan à? Hay là lấy cái giáp xoay? Nhưng mà tôi nghĩ là giáp xoay thì cũng không cần thiết lắm đâu. Bây giờ khá là trâu rồi. Có đồ Kira vào máu phải đến 5k máu rồi gì nữa. Giáp cũng to. Thôi. Chốt cái này đi. Bởi vì trận này nó có một cái thằng Beat nên là tôi không dám lấy cái giáp xoay. Tôi lấy cái chém lan này để clear cái bọn Beat, tránh cái trường hợp bị cái bọn Beat nó sốc đam. Gặp Beat vẫn ngán đấy anh em ạ. Chỉ khi là chúng ta có máy bay thì chúng ta mới không sợ của Beat thôi, chứ còn nếu mà không có máy bay thì cũng vẫn là rất là sợ. Lấy thêm một giáp đi nhỉ, cho trâu. Gặp lại thằng Clyde. Thằng này chuối cực kỳ xanh luôn. Nhưng mà bây giờ đã yếu dần đi rồi thế này. Đấy, cái bộ Clyde bây giờ yếu lắm. Chả ăn được ai. Anh em thấy không? Anh em thấy không? Chỉ có đâu có đấm nhau kìa. Đúng là chả ăn được ai luôn ấy. Mà chuyện này là cái thằng Clyde nó có được độ nha anh em nhá. Nó có chuối cực kỳ dài luôn. Đến lúc mà nó gặp tôi bây giờ sắp chết rồi này. Chuối trừ 3 rồi kìa. Chuối thua. Chú thua trừ 3 sắp đi rồi. Round này gặp Beat chắc đi. Còn thằng Beat vừa gặp thằng 6 đỏ. Anh em thấy không? Còn 3 máu. Thề. Thằng Beat gặp thằng 6 đỏ đi mà. Cái bộ Beat ấy nó bây giờ nó quá cái giai đoạn mạnh của bộ Beat rồi anh em ạ. Beat đến tận round 32. Khó. Bình thường chơi Beat ấy phải kết thúc trận đấu trước round 28. Chứ còn để qua round 30 có thêm đồ thì những cái bộ khác nó mạnh hơn rất nhiều. Trận này thằng Beat chắc chắn đi. Gặp Assassin lần tiếp theo là đi. Hoặc là gặp tôi chưa chắc đã ăn được. Đầu này tôi mạnh rồi anh em ạ. Tôi lên được level 10 rồi. Có thêm Medusa khống chế. Trong cái khoảng thời gian con Medusa khống chế là con ốc của tôi nó làm hết. Ốc có cả bọc nữa. Rất khỏe. Đam to lắm anh em ạ. Con này cỡ đâu đấy khoảng 500 đam thôi là nó đã đủ clear rồi. Gặp Assassin này. Vô tư. Đầu này Assassin vô tư luôn. Ơ con ốc tôi bị hack. Không sợ. Ok. Kiểu gì ấy nhỉ. Vẫn trầu lắm anh em ơi. Anh em nhìn con ốc nó mổ kìa. Đấy Minh Chí đi rồi. Gặp ngay thằng Clyde đi luôn. Thậm chí còn không đấm được thằng Clyde level 11 luôn ạ. Beat yếu quá nhỉ. Nói chung là không ăn thua. Tetsulami. Trận này Tsunami cũng ngon đấy. Mà phải hy sinh, không vứt con gì đi. Trận này có cái thằng Clyde nó lên được level 11 rồi. 6 Glacier, 6 Clyde nó cần thêm khống chế anh em ạ. Còn Tsunami là một cái sự lựa chọn tuyệt vời luôn. Chúng ta vào phát tung trưởng luôn, khống chế mạnh. Chứ còn như con Medusa thì nó sẽ có một khoảng thời gian nó delay. Đồ này chắc là tôi đợi rồi. Chưa. Tầm này chưa đổi đâu. Đợi chút. Medusa này cũng vẫn phải mua này. Xem nào. Thực ra là bây giờ không có thằng nào bắn trưởng thì con Medu này nó cũng không mạnh bằng con Tetsu đâu.
có cái nhà này nhưng mà nó đam nó hơi tổng hợp, nó có ngộ không là tí nữa nó sẽ là đam tay thôi. Dồn đồ cho gấu nhưng mà ngộ không nó lại cũng khỏe luôn. Ủa đấm khỏe thật đấy. Ô không, là dồn đồ cho ngộ không anh em ạ. Thảo nào, thế thì mạnh rồi. Mạnh ở đấy, cái thằng đỏ mạnh ở đấy anh em ạ. Late game rồi. Thực ra cái bộ đỏ nó rất khỏe nhá. Nó chỉ cần ra được con ngộ không một sao thôi là nó đã đủ gánh rồi ấy. Nó không như những cái đội hình khác. Anh em chơi beat mà anh em chơi cái con ngộ không một sao thì anh em cái con ngộ không một sao nó chả làm được cái gì cho anh em cả. Nhưng mà với một cái con ngộ không một sao ở trong cái lineup 6 đỏ thì nó lại khác. Kiếp lên nó thực sự nó rất mạnh. 6 đỏ, 4 metalit đánh ở level 10, mắc bình luôn. Khả năng là mấy cái thằng kia nó cũng sẽ không có cái cửa gì ăn ở đâu, kể cả cái thằng Assassin lên được 3 sao. Khó lắm. Bộ nó trâu. Thằng này lên được con Shadow lên 3 sao cũng thế thôi. Ăn chưa chắc ăn được tôi, chứ đừng có nói là ăn cái thằng Metalit. Chưa chắc ăn được tôi. Con ốc của tôi nó trâu lắm. Giáp to. Anh em nhìn này, thấy chưa? Solo luôn, ngại gì vết bẩn. Solo luôn, solo. Ờ, cùng là Assassin đấy. Thấy chưa? Giáp to mà. Con ốc giáp to lắm. Con ốc này của tôi là bất tử rồi anh em ạ. Không sợ nữa. Bây giờ chỉ sợ cái thằng Metalit thôi. Cái thằng Metalit ý là nó đập, là nó chỉ cần đập nếu mà hên nhá. Đấy, thì theo lý thuyết là chỉ cần đập hai phát là con ốc của tôi nó bay bầu. Chỉ cần con ngộ không nó nhấc tay hai lần thôi. Theo lý thuyết thì là như thế. Lần thứ nhất là chia đôi máu và lần thứ hai là kill luôn. Thế là chỉ bây giờ chắc chỉ sợ Metalit. Bao nhiêu máu cũng là không đủ. Tôi có đắp 1 tỷ cái lượng đồ thủ, 1 tỷ cái lượng đồ để mà đầy cái lượng máu con này lên, thì dù cái lượng máu của con này nó có là tỷ tỷ máu thì cũng chỉ 2 hit là bay vào. Thế nên là thôi, chắc là phải tăng cường đồ tấn công anh em ạ. Xem mấy cái đồ, ví dụ là búa bình minh chẳng hạn. À, mặt lạ điên này, quá tuyệt vời. Kiếm cái búa bình minh nữa là ngon. À, không có búa bình minh, giáp xoay vậy. Cái giáp xoay này nó cũng chống Metalit phết đấy anh em ạ. Ví dụ như là cái con ngộ không nhá, nó đập tôi một phát ấy, xong rồi tôi xuống một lửa máu ấy, thì cái phát thứ hai khi mà máu chạm dưới một lửa thì nó sẽ giết luôn được, đúng không, nó kill luôn được. Nhưng mà nếu mà có cái giáp xoay này, nó lại xoay một phát nó lại hồi máu lên, thế là máu nó lại trên một lửa máu, trên 1/2 máu thì nó lại sống đấy, khá là hay. Đấy, đồ nó chuẩn. Tăng khả năng hồi máu lên anh em ạ. Gặp cái bọn Clive Glacier thì chúng ta khống chế. Còn gặp cái thằng đỏ lên game thì chúng ta sẽ tăng cường hồi máu. Có thể là 4 Warlock. 4 Warlock kết hợp vào. Được không? Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Ui, anh em nhìn kìa. Vãi cướp ạ. Nó quay con của tôi. Nó quay, nó có búa bình minh anh em ạ. Thằng này nó có búa bình minh. Mày quay đi. Ồ, ăn được luôn. Nó có búa bình minh là hơn tôi cái búa đấy. Nhưng mà tôi lại có cái manta. Tôi có cái gương. Cái gương nó sẽ bát vào cái bóng. Có tỷ lệ bát vào bóng. Được. Nhưng mà bây giờ tôi mắc đồ. Bây giờ con ốc này nó cũng chả thay được cái đồ gì ra đâu. Bây giờ chỉ bỏ cái gương thôi. Nhưng mà cái vấn đề cái gương ấy, nó giúp cho là chúng ta lé được những cái cú bát đến từ cái búa bình minh. Đây rồi, gặp thằng này là phải kết liễu luôn. Glacier, 6 Glacier kết hợp với Clive, phải kết liễu luôn thằng này cho tôi. 6 Glacier đấy. Anh nhà bạn ơi, vẫn còn hai con. Bớ rồi. Mày đánh nhanh mà tao hút tốc. Ồ, thằng nào đánh nhanh hơn? Ồ. Thằng nào đánh nhanh hơn? Th-
thằng nào đánh nhanh hơn, thằng nào đánh nhanh hơn, thằng nào đánh nhanh hơn, đánh chậm chưa, đã đánh chậm chưa, đã đánh chậm chưa, trời ơi, ba con ốc nó hút tốc thì đỡ làm sao, thì đỡ làm sao được. Đi rồi, 6 máu chắc chắn đi. Hai con ốc, ba con ốc nó bù vào nó hút tốc thì kể cả là 6 tốc thì cũng không thể nào đánh nhanh được, không thể nhấc được cái tay lên đâu. Đây rồi, Battleman này. Xong rồi. Con thằng Assassin thì không cần khống chế nữa anh em ạ. Tôi chỉ cần con Tsunami khống chế cái bọn Glacier thôi, cho nó giảm tốc đánh đi. Còn bây giờ chúng ta đánh với cả toàn mấy cái nhà Sin với cả nhà Metalith thì chúng ta tăng cường hồi máu vào, đánh cho nó khỏe. Đây rồi. Đỡ hộ cái, đỡ hộ cái bạn ơi. Shadow 3 sao, Shadow 3 sao thì cũng chết. Rồi sao? Rồi sao? Đi chưa? Đi luôn. Ây giời, solo với 6 đỏ đúng như tôi dự đoán luôn. Đấy nó gọi là đánh siêu late game ấy. Mà cái bộ 6 đỏ nó gọi là cực kỳ mạnh ở late game rồi. Mà nếu mà bây giờ nhá, mà cái bộ này của tôi ấy, mà nó cũng đánh được cái bộ đấy nữa thì chứng tỏ cái bộ này của tôi nó cũng là một cái bộ siêu late game. Rồi là cái bất diệt thôi anh em ạ. Ốc cầm bất diệt cho cái gương cho con zipper đấy. Hai co dồn đồ cho zipper và dồn đồ cho ốc. Hai con lên 3 sao là tôi dồn đồ thôi, chứ tôi không hiến tế con zipper này cho con ốc để nó luốt đâu. Không cần anh em ạ, không cần thiết. Có một con nữa để nó đựng những cái đồ còn lại, nó đựng cái cấm đánh. Nếu mà bây giờ mà tôi để cái cấm đánh đấy cho một con 2 sao ấy, thực sự nó rất là yếu. Máy bay à? Máy bay thực ra là mua tí nữa lên 2 sao nhét vào cũng được. Đó. Cái con zipper nó sẽ đóng vai trò là một cái con tanker, và tôi cũng muốn nó sống sót để nó cầm cái cấm đánh anh em ạ. Cấm đánh late game. Không được rồi, bớ vàng là chết. Nhưng bây giờ solo với con ốc, nó có bình minh, nó có bình minh, nó có bình minh. Nhưng mà nên nhớ tôi có bất diệt. Đấm được hai phát nó lại bình minh như một phát vào giữa mặt này. Mà tôi có bất diệt nhá. Bật Manta lên đi. Bật Manta ra. À quên, Manta ở trên người con chỉ có giáp xoay thôi anh em ạ. Thôi không sao, không sao, vẫn ăn được thôi. Vẫn ăn được thôi. Vẫn ăn được thôi. Tập dưỡng sinh rồi, làm sao mà giết được tôi. Đấm 5 giây đấm được một phát à. Đã bảo là tập dưỡng sinh rồi thì chịu rồi. Khỏe đấy. Rồi, ra này tạm thời nghỉ. Quả trứng này có thể cho Battleman hoặc là cho bom. Tôi sẽ giữ lại chứ tôi sẽ không đập cho bất cứ con nào khác đâu. Kể cả máy bay tôi cũng sẽ không đập cái quả trứng này. Thực ra là bây giờ cái con máy bay này ấy, nó sẽ yếu hơn con ốc ở trong cái trường hợp này. Để mà solo với cả 6 đỏ kia thì cái con ốc nó vẫn sẽ khỏe hơn. Trong cái giai đoạn mà solo với Ngộ Không, con máy bay nó chỉ clear nhanh thôi. Nhưng mà nó đến lúc mà solo với Ngộ Không thì nó bị gõ vào cái bình minh vào mặt là chết. Mà chuyện này không có giáp tím anh em ạ. À thôi. Lại có một cái gương nữa này. Hai cái gương à. Gương chắc rèn thôi. Xem có cái món đồ cam nào ngon nghẻ không. Hai một cái giáp xoay nữa. Một cái RO. À, RO cho Battleman cũng được. Roll đã. Để tôi roll. Tôi kiếm con Battleman vào tôi lấy cái RO. Lại một quả trứng nữa này. Có không? Ra đi. Không nhá. Thôi bây giờ tập trung vào lấy Battleman thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là mấy cái con khác rồi thôi. Lấy cái RO luôn không nhỉ? Lấy RO tặng cho bom. Kiểu nó bị phân vân ấy. Kiểu chưa ra được Battleman 2 sao nên hơi phân vân. Ui anh em nhìn cái con ốc của tôi nó lại một mình nó solo kìa. Vãi đái thật. Bay vào trong cái ổ nhìn nhện luôn.
Ôi mày chết rồi, còn 4 con thì, còn 4 con thì đi đi. Đi luôn không? Từng lấy máu chắc đi luôn ấy. 10 máu. Ui giời ơi, nó vẫn còn 2 máu á. Round cuối. Round cuối rồi, round cuối rồi. Nhấm Battleman đi. Đấy rồi. Hay quá. Bom. Rồi hết rồi, thôi. Lập trình cho Battleman luôn. Vừa hay là cái round trước chúng ta lấy cái đồ rồi. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Rồi, ngon nhỉ. 4 Warlock kết hợp với 6 Goblin. Ốc làm co. Đấm gỗ không 2 sao. 4 Meteorite. 6 Kepler. Như con. Xong rồi đấy. Xong thực sự luôn. Này nó cũng có hai con cò ấy, nó dồn đồ cho con gấu. Dồn đồ cho gấu với cả nó dồn đồ cho ngộ không, gấu tổ ngộ không, mỗi con cầm mỗi ít đồ. Thôi chết rồi, lại bị bình huynh kìa. Zipper tôi nghĩ là có thể sống sót được. Kẹp 4 Warlock có khả năng hồi máu. Hay, thôi xong rồi anh em ạ, trò chơi kết thúc rồi. Con Zipper của tôi nó không chết thế kia thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ là hai đánh với cả một. Xong chưa? Nhấc cái tay lên. Ôi giời ơi. Khỏe thật sự. Được đấy, Goblin comeback trở lại rồi anh em ạ. Thật sự là đã rất lâu rồi chúng ta không sờ tới cái bộ Goblin. Nhưng mà khi đã sờ tới thì nó thực sự là nó comeback. Khỏe quá anh em ơi. Đấm được những cái bộ siêu late game một cách dễ dàng như thế này thì chứng tỏ là đây là một cái bộ mà đánh late game cực mạnh. Con ốc ở trong cái trận đấu này với cái bất diệt thực sự bất tử luôn. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Rất nhiều anh em kêu về cái meta Witcher nó đang làm mưa làm gió ở trong anh. Thì anh em yên tâm, với cái bộ Hunter vẫn có thể đấm Witcher như con anh em nhé. Anh em hãy xem clip bên trái mà xem rồi đấm Witcher như nào bằng cái bộ Hunter. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, cũng là đấm Witcher nhưng mà bằng bộ Goblin đấy anh em. Chính cái bộ Goblin hiện tại cũng có thể đấm được Witcher một cách rất là dễ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!